Thưa quý vị, trong vụ án liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế gọi tắt là công ty AIC tại Bắc Ninh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tức C03 Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Tử Quỳnh, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Hạnh Trung, cựu phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh và ông Trần Văn Tuyên, cựu giám đốc ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh Bắc Ninh gọi tắt là ban quản lý. Cùng về tội nhận hối lộ, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC, bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và 7 bị can khác bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận điều tra, từ năm 2006 đến 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định đầu tư xây dựng 6 dự án bệnh viện đa khoa cấp huyện. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong thì chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế. Năm 2013, biết việc này, ông Đặng Tiên Phong, mất năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng, gặp ông Trần Văn Tuyên nói bản thân có nhiều mối quan hệ nên sẽ tác động các bộ ngành trung ương để xin nguồn vốn bổ sung từ trái phiếu chính phủ cho các địa phương, trong đó có lĩnh vực y tế trên địa bàn Bắc Ninh. Đồng thời, ông Phong đặt vấn đề nếu vốn được phê duyệt thì phía lãnh đạo tỉnh và ban quản lý do ông Tuyên làm giám đốc cho doanh nghiệp của mình được tham gia đấu thầu, trúng thầu và ký hợp đồng thực hiện các gói thầu thiết bị y tế cả 6 dự án. Ông Phong cũng nói để xin được vốn từ Trung ương, ông phải đi ngoại giao với tổng chi phí khoảng 10 tỷ đồng, tương ứng khoảng 8% tổng giá trị thực tế thanh toán trước thuế của các gói thầu theo các dự án được phê duyệt. Trong đó sẽ chi ngoài hợp đồng cho ông Tuyên và các lãnh đạo tỉnh sở ngành liên quan khoảng 6 tỷ đồng. Hai bên sau đó đi đến thỏa thuận, ông Trần Văn Tuyên báo cáo ông Nguyễn Nhân Chiến, ông Nguyễn Tử Quỳnh và được cấp trên đồng ý, đồng thời chỉ đạo ông Tuyên về làm các thủ tục để xin Ủy ban nhân dân tỉnh để xin ông Quỳnh hoặc ông Chiến ký để xin cấp vốn. Thưa quý vị, kết luận điều tra cũng thể hiện cuối năm 2013, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cũng gọi điện cho ông Trần Văn Tuyên đặt vấn đề tác động xin vốn bổ sung cho các dự án, đồng thời đề nghị sau khi xin được phải cho công ty AIC được tham gia đấu thầu và trúng thầu cung cấp thiết bị y tế cho cả 6 gói thầu tại 6 bệnh viện. Khi ông Tuyên đề nghị bà Nhàn gặp lãnh đạo để xin ý kiến vì các gói thầu đã có kế hoạch triển khai và có nhà thầu khác đăng ký thực hiện, thì bà Nhàn nói rằng bà đã gặp báo cáo và được ông Chiến, ông Quỳnh đồng ý. Cuộc gọi này chỉ để thống nhất cụ thể với ông Tuyên. Do biết bà Nhàn có nhiều mối quan hệ với các cấp lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh, ông Tuyên báo lại cho phía ông Đặng Tiên Phong, tức phía công ty cổ phần Sông Hồng. Sau đó, doanh nghiệp này báo lại để tránh va chạm thì sẽ thực hiện 3 gói và chia lại cho công ty AIC thực hiện 3 gói. Tháng 1 năm 2014, Chính phủ quyết định bổ sung vốn về Bắc Ninh với 850 tỷ đồng cho 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Ông Trần Văn Tuyên lên gặp ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, báo cáo việc ông Nguyễn Nhân Chiến, ông Nguyễn Tử Quỳnh đã đồng ý để công ty AIC và công ty cổ phần Sông Hồng mỗi bên trúng 3 gói thầu, đồng thời đề nghị ông Nhường sớm phê duyệt các thủ tục triển khai đầu tư, mua sắm. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, ông Tuyên bàn bạc thống nhất ưu tiên cho nhóm công ty cổ phần Sông Hồng thực hiện trước 3 gói thầu tại 3 bệnh viện huyện Tiên Du, Quế Võ và Yên Phong. Khoảng 1 tháng sau, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu và nhóm công ty AIC sẽ trúng thầu, thực hiện tiếp 3 gói thầu còn lại tại các bệnh viện huyện Lương Tài, Thuận Thành và Gia Bình. Lý do để nhóm công ty cổ phần Sông Hồng trúng thầu trước vì họ biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ rất thân thiết với các lãnh đạo tỉnh và trung ương, nên để công ty AIC thực hiện trước thì các thiết bị tại các bệnh viện sẽ bị phụ thuộc, chịu sự áp đặt về giá, thông số kỹ thuật, chất lượng hàng hóa của công ty AIC, có thể thay đổi thiết bị ảnh hưởng đến danh mục cần đầu tư mua sắm theo nhu cầu của các bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt. Khi được báo cáo, ông Nguyễn Tử Quỳnh đồng ý phân chia cho nhóm công ty cổ phần Sông Hồng và công ty AIC, mỗi bên thực hiện 3 gói thầu. Ông Quỳnh còn nói chủ trương của lãnh đạo tỉnh là ưu tiên những đơn vị đã hỗ trợ xin cấp vốn cho tỉnh sẽ được tạo điều kiện cho trúng thầu, tham gia thực hiện các gói thầu đã xin được cấp vốn. Kế hoạch phân chia miếng bánh thống nhất, cả công ty cổ phần Sông Hồng và công ty AIC đều dùng những thủ đoạn gian dối, bố trí quân xanh để tham gia dự thầu, trúng thầu. C03 xác định hành vi này đã gây thiệt hại 48,6 tỷ đồng ở 6 gói thầu.
Cạnh đó, sau khi được ưu ái, hai doanh nghiệp đã chi tiền ngoài hợp đồng và hối lộ các quan chức. Trong đó, ông Chiến nhận 14 tỷ đồng, ông Quỳnh nhận 10,1 tỷ đồng, ông Tuy nhận 3,2 tỷ đồng và ông Trung nhận 600 triệu đồng. Mô hình Metro chuyển động. Mô hình thùng rác cảm ứng. Những vườn cây thu nhỏ ngộ nghĩnh. Và rất nhiều những mô hình khác được trình làng tại các gian hàng của Ngày hội Khoa học Công nghệ lần thứ tư của quận 3 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng ngày 16 tháng 8 năm 2024 tại trường tiểu học Phan Đình Phùng. Cũng tại ngày hội, công an quận 3 đã làm căn cước lưu động cho người dân có nhu cầu. Thì cô thấy là các anh em thì làm cũng nhanh nhẹn, cũng hướng dẫn chu đáo lắm. Được bạn bè giới thiệu, bà Lê Thị Thu Nga đến trường tiểu học Phan Đình Phùng từ sáng sớm để làm lại căn cước công dân đã hết hạn. Trong lần đầu tiên tham gia Ngày hội Khoa học Công nghệ của quận nhà, bà Nga không khỏi bất ngờ, pha lẫn chút tiếc nuối vì đã không biết đến ngày hội sớm hơn. Tiện cho cô là gần nhà, rồi mình làm nó cũng nhanh nhẹn đi. Thì mình có cái điều kiện cho mình để mình còn có thời giờ mình làm những cái chuyện khác nữa. Rất là vui, nhưng mà cô cũng ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô mới đi dự cái ngày đại hội này. Tuy là cô gần đây chứ mà cô cũng không có biết. Sáng nay cô mới nghe nói vậy. Ở sẵn thôi cô đi làm căn cước công dân thì cô ghé qua cô làm. Cô tham dự cái đại hội này luôn. Với chủ đề khoa học và công nghệ cùng chuyển đổi số, sức mạnh thay đổi cuộc sống, Ngày hội Khoa học Công nghệ lần thứ tư của quận 3 quy tụ gần 30 doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ với các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số như hội thi thiết kế bài giảng điện tử với hệ thống LMS 360 hay chuyên đề sử dụng trí tuệ nhân tạo trên không gian mạng. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia ngày hội còn giới thiệu nhiều sản phẩm mô hình sáng tạo như mô hình trồng cây tự tưới trong nhà từ vật liệu tái chế, mô hình tư vấn tâm lý trực tuyến, thử thách STEM cùng máy bắn đá, vân vân. Ngày hội khoa học công nghệ năm nay thì chúng tôi muốn truyền tải cái thông điệp đến với người dân, đối với doanh nghiệp và tất cả hệ thống chính trị cũng như là cán bộ công chức ở trên địa bàn chúng tôi hiểu được rằng trong cái giai đoạn hiện nay thì cái việc ứng dụng khoa học công nghệ cùng với chuyển đổi số sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái đời sống của chúng ta cũng như là trong cái công việc của chúng ta. Và như vậy thì tất cả mọi người chúng ta đều cần có một cái sự quan tâm và cùng với nhau phối hợp để chúng ta thực hiện cái hoạt động khoa học công nghệ ngày một tốt hơn và hiệu quả hơn. Nên mở rộng đi cho người dân người ta lại càng tiến bộ lên tí chứ lại. Nhưng mà trẻ trẻ còn nhanh hơn là cỡ như cô, nó đứng tuổi quá thì cũng hơi chậm tí. Cũng trong khuôn khổ ngày hội, quận 3 còn đẩy mạnh hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06 trên địa bàn quận 3 năm 2024, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán trực tuyến, cũng như tăng tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng VNEID mức độ 2 trên địa bàn.